Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức lễ khởi động chiến dịch truyền thông Thanh niên với văn hóa giao thông trên mạng xã hội năm 2023. Chiến dịch tập trung vào tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho thanh thiếu niên về luật giao thông và các quy định của pháp luật về xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Chiến dịch sẽ tiếp cận đối tượng thanh thiếu niên bằng các kênh mạng xã hội theo hình thức dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu, đặc biệt với cuộc thi Thanh niên đã uống không lái trên nền tảng mạng xã hội TikTok, mong muốn sẽ tạo ra những xu hướng lan tỏa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe trong cộng đồng xã hội.